Mình sẽ hướng dẫn anh em tải cái nhạc lót lét, cụ thể là FLAC vào con 4S để nghe chất lượng nhạc chất lượng cao anh em nhé. Tuy là không được Hi-Res đâu nhưng mà nghe FLAC cũng là tương đối hay rồi. Còn cao nữa thì anh em cần phải những thiết bị cao cấp hơn. Đây thì anh em trước hết là cần cái phần mềm để tải vào nữa là phần mềm Footba 2000 đây nhé. Đây cái Footba 2000 này, hình cái mặt này. Anh em sẽ tải cái iTunes bản mới nhất. Sau đó cắm cáp kết nối máy tính. Đấy. Khi nào nó nhận máy thì cái này này đấy, nó nhận máy thì anh em sẽ vào cái điện thoại của mình nữa. Chọn cái chia sẻ tệp. Chia sẻ tệp bên phía tay trái anh em nhé. Sau anh em chọn được cái Footba 2000 này. Đấy, anh em sang bên phải anh em kéo xuống cái chỗ thêm tệp này. Đây thêm tệp này. Để chọn cái file nhạc mà anh em cần tải. Đây ví dụ mình chọn FLAC Phương Phương Thảo đi. Mình sẽ tải tệp này vào. Mở. Vậy là nó tự tải vậy thôi. Anh em chờ nó tải xong là xong. Cái nhạc định dạng đuôi VKAV thì tải bằng Bao Tune cũng được. Chứ nếu mà FLAC mà tải bằng Bao Tune thì nó sẽ bị nén thành MP3 thì chất lượng nhạc nó sẽ giảm xuống. Nó không được hay lắm. Còn cái những mức độ nghe nhạc thông thường thì anh em nghe MP3 cũng được. Còn anh em nào mà nghe nhạc chuyên thì nghe FLAC nó vẫn chi tiết hơn và hay hơn nhiều. Hay vậy là hay ở mức độ của iPhone 4S chứ còn so sánh thì nó vô cùng vô tận lắm. Đấy, nó tải cũng tương đối nhanh rồi. Do cái máy tính của mình nó cũ cùi quá tải sẽ lâu. Mình làm lại lần nữa nhé, anh em vào chỗ chia sẻ tệp này, vào Footba 2000 này, sang bên phải kéo xuống dưới này, thêm tệp. Và chọn cái tệp mình lưu ở đâu thì mình vào đó mình thêm thôi. Đây, FLAC Tuấn Vũ đi này. Mình sẽ kéo cả tệp này, ấn mở là nó thêm vào thôi. Cái này rất là đơn giản, quan trọng anh em phải có nguồn nhạc chuẩn nữa. Vì nhạc mạng trên mạng bây giờ toàn là nhạc nó MP3 nó đẩy lên thành FLAC thôi chứ không phải là FLAC gốc. Nên chất lượng nó chỉ to hơn thôi chứ nếu về hay là không có hay. Cho một bài tầm 3-40 mê thì cây này như 32 GB thì cũng tải tương đối nhiều đấy. Đây cái này 32 GB. Mà tải nhạc bài hát vào phần mềm Footba 2000 là nó không hiển thị ở đây đâu, mình chỉ nếu mà tải bằng Bao Tune thì nó hiển thị bài hát ở đây, còn đây nó chỉ hiển thị bài hát ở trên Bao Tune thôi, là có 18 bài thôi. Thực ra đây mình tải bao nhiêu bài nhưng mà nó không hiển thị trên máy đâu. Muốn xem bài hát thì anh em phải vào cái phần mềm của nó đây. Cũng bài 2000 đây, các bài hát mình tải có trong đây hết rồi đây. Đây này. Đây cái bài hát đây. Cái này nó hơi khó sử dụng tại vì nó không không có cái album riêng, mình tìm bài hát nó hơi lâu.
Đây chắc phải vào đây tìm, nhưng mà tìm lại phải đúng tên tiếng Việt hay tiếng Anh gì đó thì cũng vẫn là lâu. Như cái kia tìm bài hát nó dễ, phần mềm của máy ấy. Cái này hơi lâu đấy, mình vừa hướng dẫn cho anh em cách tải nhạc FLAC cho iPhone 4S. Anh em có cần cái hỗ trợ gì thì mình để số Zalo ở phần mô tả anh em vào trong đó kết bạn với mình hướng dẫn nhé. Chào anh em.